Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy cắt cỏ nha. Cái máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Robin. Và nó có cái tên riêng là Robin 302 các bạn. 302 ha. Là 30cc đó, 30 đó các bạn, 302. Cái Robin 302 này nó có cái nòng là 36 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 30cc. Với tầm làm vườn của mình rất là khỏe. Dòng Robin này là giống như trâu vậy các bạn. Rất là khỏe luôn và bền. Nó chạy một cái chế hòa khí Wandro 2 kim nha các bạn. Ở đây nó có khe chỉnh tốc độ cao đây ha. Ở trên này nó có lỗ chỉnh tốc độ thấp đây. Đây ha, tốc độ thấp. Và ở đây có khe chỉnh tốc độ cao. Chế hòa khí Wandro 2 kim cực kỳ. Các bạn xem cái nòng nó dày sóc luôn. Rất là đã luôn. Chụp giật của nó thì thuộc hạng là siêu siêu bền luôn các bạn. Rất là bền bỉ luôn ha. Ở đây nắp xăng của nó nè, nắp xăng có lỗ thông hơi ha, rất là đã luôn. Các bạn xem có ròn đẹp, rất là đã. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng nha, xăng cộng với nhớt, cây xăng ở ngoài nè, giọt nhớt ở trong nè ha. Với tỷ lệ khuyến cáo của mình đó thì thấp nhất cũng phải 50cc nhớt trên một lít xăng nha các bạn. Các bạn dùng xăng nha, xăng tốt, nhớt tốt thì máy của mình rất là bền nha. Không có nên mà tiết kiệm quá mua xăng xăng dở nhớt dở là máy xài rất là mau hư ha. 50cc nhớt trên một lít xăng nha các bạn. Hãy các bạn quan sát xem, cận xem cái nòng của nó nè. Các bạn nhìn xem. Giống như là đồ mới gáp ha. Tinh nâu rất là đẹp luôn ha. Các bạn xem. Giật quá nè. Mà thấy trắng tinh luôn, chưa miếng sừ luôn ha. Hơi rất là dữ luôn ha. Hơi rất là dữ. Ở đây nó đầy kính hết ha, không có cho nước mưa thấm vào ha, đầy kính hết và nó chống giật rất hữu hiệu các bạn, chống giật ha. Các bạn quan sát xem mà bồ này chưa đụng tới mà nó đẹp như thế đó các bạn ha, xin nguyên bản nha. Dọc Robin thì nó thiết kế cực kỳ đã luôn các bạn. Các bạn quanh năm suốt tháng chả có lo gì cái công tắc ha. Công tắc, các bạn thấy công tắc zin mà nhìn đã ghê ha. Bật kỳ là ốp nha. Đây. Hướng cái chiều mũi tên nè ha các bạn. Đây là cái mũi tên nó đưa lên chữ ốp nè. Vậy là nó đưa về chữ on nha. Mình tính cái mũi này nè. Ha. Mũi nhọn nè chứ không có tính cái đuôi nha. Vậy là ốp nè. Vậy là on nè ha. Bạn thấy nó thiết kế cực kỳ đã chưa? Tum bằng nhôm ha, kim loại. Có chống sốc nè, chống sốc nha các bạn. Chống sốc. Bạn thấy cái đệm hồng của nó nè. Tinh nâu luôn, nó xài có bao nhiêu cái đệm hồng này nó còn nguyên y, chưa có sừ, chưa có gách gì hết. Máy giống như đập thùng nha các bạn. Cùm nữa nè ha. Tay nắm phía trái nè. Tay nắm phía phải có tay gà bộp zin của dòng Robin luôn nè. Này zin của dòng Robin đó các bạn ha, tay gà bộp zin của dòng Robin rất là đã luôn ha. Cần láp nó rất là đẹp chứ, rất là đẹp luôn. Chân cỏ của nó nè cực kỳ đẹp luôn. Tổng một màu như cái máy luôn. Cùi nè, cùi Robin thì các bạn biết rồi đó, rất là bền luôn, cực kỳ bền luôn. Cái cùi này rất là bền nè, có chống dính cỏ nè ha. Các bạn quan sát kỹ xem ha, không có một chi tiết nào gọi là đáng chê trách hết.
rất là đẹp luôn. Rubin 302. Rồi, để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Mình nói nha, cái chụp giật này xài không có tính thời gian được, nó bền không tính thời gian được luôn. Rồi, để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, bơm xăng đóng e ha, rồi mở công tắc ha, mấy thao tác đó là quen, rất là quen thuộc ha. Mình khởi động máy thì mình phải biết coi cái công tắc nó có mở về on chưa. Bơm xăng ha, đóng e lên ga chút xíu là nó còn dễ chạy hơn nữa các bạn. Nhưng mà cái máy này nó hiện giờ nó đã lên xăng rồi, mình kéo là nó nổ thôi ha. Quan về quan sát cái con dây của nó tinh nâu luôn, vàng vàng nha, nó màu vàng vàng chứ nó không có trắng tinh nha, vàng vàng ghê luôn. Tắt nghe các bạn, bạn nghe tiếng từng của nó ha, dên dài chân lớn ha, rất là nhẹ nhàng các bạn ha. Nè, mình kéo ra nè, hết dây á, dọc tua một nổ các bạn. Rất là đã nha. Rồi, để mình nổ lớn nha, các bạn xem nha. Đấy, cực kỳ đã luôn. Giữ ra lâu á, giữ ra lâu nó dữ lắm á, hết ra mà giữ ra lâu nó chạy dữ ra. Rubin thì xài êm tay luôn các bạn, thật rất là đã luôn. Xong rồi mình mở lên ha, đừng để ốp mình tới chừng mình giật mình quên ha, quên mở giật nó không có nổ. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Rubin 302 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.